2, 3. Chổng còn sình nữa không chú? Còn nhiều. Trời ơi luôn. Mệt nhưng mà đã lắm. Ô, đàn bò đang có vẻ rất thích chiếc xe của mình. Lại để hồi hồi nè. Anh em đang setup máy để quay vlog ở đây. Trời đang rất nắng, mây thì thôi rồi luôn. Mây này nhìn cứ tưởng như đang ở Đà Lạt hay có khi ở châu Âu nào ấy. Khoảng 8-90 cây từ Sài Gòn tới chiến khu D. Thì bây giờ vượt qua những cái cung đường nhỏ và đẹp thì bây giờ anh em đã tới cái địa danh ở huyện Vĩnh Cửu rồi. Và ở đây chính là cái địa điểm là Hồ Bà Hòa bên tay phải của mình đây. Thì cái cung đường từ Sài Gòn xuống đến đây rất là phu lưu, thích hợp cho những anh em mà đi những dòng xe touring hoặc adventure. Những cái đường nhựa nhỏ thôi, nhưng mà cảnh vật hai bên đường rất là thơ mộng. Cây cối nó vừa tầm và có những cái dãy cỏ lau rất là đẹp luôn. Thì hiện giờ mình đang đứng ở đây, không khí trời rất là mát mẻ, bầu trời rất là trong xanh luôn. Và ở đây có những con bò nè, mấy con bò này cũng rất là thân thiện luôn. Đây, nhờ cái coi. Đây là anh Dương chạy BMW R1250GS, còn đây là Thành chạy con Africa Twin 1000. Anh Dương, quãng đường từ trên chạy xuống đây anh thấy như thế nào? Thật sự là quá đã, tại vì cũng lâu rồi không được đi tour đó. Anh em cảm giác như giống như là được thả hồ về rừng vậy đó. Cảm giác những cú lên ga, thốc ga và những cú dồn số vào cua nhẹ thôi, nhưng mà nó cũng tạo cảm xúc rất là nhiều. Tại vì về với thiên nhiên mà xanh mát rồi trời nắng đẹp như vậy này. Mình là dân nhiếp ảnh mà, cho nên thực sự là đã quá lâu rồi mới được trải nghiệm cảm giác mùi cỏ. Cả mùi phân bò nữa nha. Nhưng mà anh thấy bò ở đây đó thân thiện ha. Rất là dễ thương, cũng không khác gì cả thú nuôi cả, nó rất là hiền. Em có khoái đi cái phong cách mà khám phá như thế này không? Đúng là gu em luôn á. Ok. Mình và anh Dương đã đổi xe cho nhau. Mình chiếc xe của mình là BMW R1200GS, còn chiếc xe của anh Dương á là BMW R1250GS. Thì mình đã qua xe anh Dương chạy và anh Dương qua xe mình chạy. Thì từ ngoài đó vào đây á là khoảng 15 cây số, đúng không anh? 15 cây, chính xác 15 cây. Là cả đường đất à, hầu như là 15 cây đường đất ha. Rồi có những đoạn là sình lầy rồi nó cũng hơi trơn. Rồi đường thì nó sẽ đá dầm ha. Cái này dầm, là đá dầm như thế này nè. Cũng nguyên đó. Và bây giờ thì hai anh em sẽ đổi ngược lại xe cho nhau. Ok, let's go. Ok, ok, get up. Và đây là hậu quả của sau cú bắn mưa vừa rồi. Hai xe và hai người đều tắm mưa luôn. Cả con GS150 và con Africa Twin đều tắm mưa luôn. Tốt như chuột lột luôn. Nhưng mà thực sự lên hình là quá phê luôn. Quá xứng đáng với công sức của anh em. Yeah. Sau khi ba anh em đi qua dũng nước thì ai cũng ướt chẹp hết trơn à. 1, 2, 3. Ừ. Có mà đẹp rồi thầy. Mệt không anh? Mệt nhưng mà đã lắm. Cảm giác nó nói chung là sướng. Hiểu ha. Thì hai anh em đã đổi xe cho nhau ngay cái khu di tích lịch sử chiến khu D. Và chạy ngược ra ngoài này là hồi nãy giờ đi khoảng nhiêu ạ? Khoảng 10 cây. 10 cây số. Hai anh em đã đi 10 cây số vượt qua những cái đoạn đường sình, đường nước luôn. Và có những cái đoạn đường đất đá dăm đồ rất là nhiều. Và anh Dương á thì ảnh lại quay về con xe của ảnh, đó là con BMW R1250GS, còn mình lại quay về con xe của mình, BMW R1200GS. Thì bây giờ mình sẽ hỏi anh Dương coi cảm nhận của anh Dương khi lần đầu tiên đi off-road hả? Thực ra mình thì trước giờ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm đi off-road. Để có thể nói là lần đầu tiên mà chạy off-road trên con xe 1250 này. Và đặc biệt là gặp những đường sình lầy trơn trượt á. Và đặc biệt hồi nãy những cú mà vượt nước á, vượt qua nước á, thật sự là cảm giác á, bây giờ mình cảm thấy vẫn còn hơi sợ sợ. Hồi hộp. Hồi hộp, nhưng mà khi xem lại clip thì thực sự là cảm thấy nó đã, nó phê. Tại vì khi mà mình qua nước á,
Bắt đầu thì mình hơi ngập ngừng, mình hơi chần chừ, nhưng mà mình đã xác định lên xe mô tô rồi, gần như là mình đã cưỡi lên trên một lưng con cọp rồi á. Mình cứ canh nhắm mục tiêu, giống như bất kỳ người chơi mô tô nào, những kỹ năng cơ bản của người chơi mô tô nào phải nhìn mục tiêu mà chạy, thì mình cứ nhìn mục tiêu vượt qua phía trước và mình thốc ga lên. Và khi mà mình lướt qua nước á thì sẽ hơi cảm giác hơi rung lắc, hơi trơn trơn. Ừ. Nhưng mà mình tin vào chiếc xe của mình, mình tin mình sẽ làm được. Mình cứ thốc ga lên và nó sẽ trôi qua luôn một phát, rất là ngọt. À, khi mà qua cái đường sình á, hồi nãy em thấy anh bị sàn gái luôn. Cái đường đất đỏ nó nín quá, nó bị slide luôn á. Anh có sợ không? Cũng sợ. Trời. Nhưng mà mình lại cảm nhận được một rất điều rất rõ là cái xe đó nó đang rất là phối hợp với mình. Cảm giác như có một cái sự can thiệp nào đó, có thể là từ máy móc, giống như là cái độ cân bằng á, nó trả lại cân bằng nhanh lắm, nó tự động nó trả về cân bằng. Mình cảm thấy có một cái bàn tay giống như một cái đòn bẩy nó trợ lực cho mình để mình qua được cái chỗ khó nó nhanh nhất. Thì cảm giác sợ nó trôi qua nhanh thôi. Là nó xài cái phụ gọi là Telelever. Telelever đúng không? Cái phần lò xo màu trắng chính giữa này. Là nó xài dạng phục đòn bẩy đó, một cây ở giữa rồi hai cây ti định hình. Thì khi anh thấy chạy đường xấu này á, cái tay mình nó không bị rần đúng không? Nó không bị rần tay, cảm giác nó mướt á. Thì đối với những anh em nào mà thích quay phim chụp hình như mình là photo biker mà, thì thật sự là rất thích cái cảm giác đó. Nó êm ái thì lên phim nó sẽ smooth hơn. Rồi cảm giác là nó sẽ giúp mình đỡ bớt sức chịu. Đúng rồi, nó sẽ đỡ gọi là đỡ mệt hơn, cảm giác như tay chân mình nó sẽ đỡ bị rung rung hơn. Đỡ cái lực và rung động á, nó sẽ bớt đến tay mình hơn. Xe anh là đang đi cái lốp gì ta? Mình vẫn đang đi vỏ zin Anarchy của Michelin. Còn em là đã đi cái vỏ là Metzeler Karoo Street. Karoo Street thì mình cũng nghe nhiều anh em khen lắm. Dòng vỏ này thì em thấy đi tour cũng ok, từ lúc gắn đến giờ nè. Đều đi on-road, off-road, trời mưa. Rồi đường sình thì thấy nó cũng ổn lắm đó. Thì nhưng mà nó có nhược điểm là càng về sau xài nó càng mòn tới ấy thì nó hơi xì lũ mọt, vậy thôi. Thế ra mình thì nghĩ vỏ mà càng mòn thì lại càng bám đường. Chứ mà nó hy sinh đi cái độ mòn nó để đổ lấy để bám đường để nó cũng mòn nhanh vậy đó. Mòn rồi chứng tỏ là vỏ xịn đó. Đúng. Mình nghĩ nó là vỏ xịn thì nó mới mòn nhanh. Anh thấy hai vỏ này đi thì sao, vỏ nào ổn hơn? Mình thì cảm thấy khi mà mình chạy trên con của vua con 1200 đó, xài vỏ của Karoo Street á thì nó về là trạng thái cân bằng nhanh hơn. Ở những tình huống mà bị trượt xe bị lắc á thì cảm thấy xe nó về với trạng thái cân bằng nhanh hơn so với xe của mình. Nó bám đường hơn nữa đúng không anh? Mình cảm thấy nó dính đường hơn, nó dính hơn. Okay. Nó không có bị lắc nhiều so với xe của mình. Khi qua những tình huống khó đó thì mình lại cảm thấy con 1200 này nó xử lý nhanh hơn. Nó có vẻ nó dứt khoát hơn so với 1250 của mình. Rồi. Thì đương nhiên là hai con cùng qua được, cùng một cái vị trí đó mình nhớ mà, những chỗ nào khó mà mình đi hai lần mình nhớ mà. Rồi. Thì mình cảm thấy như con 1200 nó qua nhanh hơn. Cái cảm giác sợ trong mình á, cảm giác sợ mà cảm giác lo á, nó trôi qua nhanh hơn. Là cũng nó giúp anh vượt khó nhanh hơn đúng không? Vượt khó nhanh hơn. Rồi về cái độ êm ái thì chắc nó cũng na ná như nhau ha. Cũng không có sự khác biệt nào đáng kể cả, có nghĩa là 19.5, 1.10 đi, nó dung hòa được tất cả cái yếu tố đâu, cả về sức mạnh, cả về khả năng gọi là vượt khó và cả về độ êm ái thì mình sẽ có cái dòng xe phù hợp cho mình. Ừ. Chính xác không? Chính xác. Yes. Ok. Máy bốc sơ có gì vui? Để đập trứng. Đây là buổi trưa của mấy anh em ở trong cái rừng, đường đi vào chiến khu D nè. Cảm giác ở giữa rừng cũng thú vị ha anh. Công nhận là ăn quả trứng ở đây nó ngon gấp 10 lần ăn ở ngoài á. Không gì ngon bằng đói cả. Ở nhà vợ con nó cứ nghĩ tưởng đi tour là sướng lắm mà. Và tới đây á thì anh Dương chạy BMW R1250GS sẽ chia tay với tụi mình. Mình và thằng em sẽ tiếp tục hành trình lầy lội ở phía trước. Mời anh em đón xem. Vô, 1, 2, 3, vô. Rồi, ở đây á, thì buổi sáng làm cho con người mình cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Ăn một ổ bánh mì thôi cũng thấy rất là ngon luôn rồi.
được không? Chắc không. Sao vậy? Nặng quá. Nặng quá hả? Sau một đoạn đi off-road từ đồi Massara ra tới ngoài này thì anh em ai cũng lấm lem sình đất hết trơn rồi. Đường mùa này ở trong đồi Massara thì là xe máy cày người ta đi gặt lúa, mùa thu hoạch lúa của người ta, cho nên là xe máy cày đã cày nát hết trơn rồi. Hầu như đi vô trỏng chỉ có thể là cào cào hoặc là xe máy cày đi thôi. Còn những cái con mà Adventure gắn lốp Dual Sport này thì đi rất là mệt. Hầu như đi một chút xíu thì đất đỏ nó sẽ dính đầy bánh xe hết và không còn bám đường nữa. Và ở trỏng nó cũng rất là lầy lội luôn. Nếu mà có đi, ráng đi bằng Adventure thì anh em nên gắn những cái bánh xe là chuyên về off-road luôn. Gắn những cái lốp là chuyên về off-road. Em là lần đầu tiên đi off-road hả? Đúng rồi, lần đầu luôn. Mà off-road này em thấy hơi nặng rồi đúng không? Lầy quá. Nhưng mà khi mà xử lý chiếc xe này em thấy có mệt không? Nếu mà có tập luyện trước thì sẽ không mệt. Cái này mà cứ tập luyện rồi đi một thời gian quen là nó sẽ mệt, không còn mệt nữa đúng không? Rồi khi qua những cái dũng sình đó, em thấy nếu mà đi mà nó qua những cái chỗ mà lúng thì mình ráng một ga nó sẽ qua dễ hơn là mình cứ rề rề từ từ đúng không? Rồi cảm giác con Africa này khi em mang nó đi off-road nặng như thế này thì em cảm thấy sao? Cảm thấy cái xác xe nó hơi nặng cho nên mỗi lần ngã nó thì phải hai người hỗ trợ nhau. Đúng rồi. Nói chung là đi off-road bằng những con Adventure như thế này thì phải cần thể lực nữa đúng không? Em cảm thấy có những khúc là rất là đuối luôn hả? Có nhiều lúc bỏ cuộc luôn á. Cảm giác là muốn bỏ cuộc rồi đúng không? Nhưng mà nhờ động lực gì mà em có thể là chơi được vậy? Cảnh đẹp với sống ảo. Là còn phần chắc bị anh xúi dại đúng không? Hả? Anh này dụ. Giả sử như lần sau đi chơi kiểu này nữa thì có đi không? Phải thay lớp và suy nghĩ lại. Nhưng mà trời mà nắng hơn và nó khô ráo hơn thì chắc là vẫn đi vô lại nữa đúng không? Đúng rồi. Ừ, ok. Chị thì thôi hẹn anh em hẹn nhau một cái dịp tiếp theo mùa nó khô ráo hơn để đi. Đúng rồi, tháng 12 đi. Tháng 12 mình sẽ đi lại vào đó cho đường nó khô ráo và nó không lầy lội như thế này. Rồi, ok, anh em sẽ hẹn nhau một cái tour tiếp theo ha. Ok.